Ngày 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Con Rẫy, tỉnh Con Tum cho biết, công ty thủy điện Vinh Sơn, Sông Hinh đã đồng ý chi trả tiền cho các hộ dân có diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do thiếu nước tưới khi thủy điện thượng Con Tum tích nước tại hai xã Đắc Tơ Lung, xã Tân Lập, huyện Con Rẫy. Cụ thể, 77 hộ dân tại hai xã đã được nhận số tiền chi trả là hơn 1 tỷ đồng, với diện tích gần 90 ha cây trồng bị ảnh hưởng khi thủy điện tích nước. Công ty cũng đồng ý chủ trương xây dựng tường hướng dòng trên suối Đắc Nghé để dẫn nước vào công trình đập, bảo đảm lượng nước tưới cho diện tích cây trồng của người dân tại vùng hạ lưu của dự án thủy điện Thượng Con Tum với kinh phí gần 900 triệu đồng.